Vâng, kính thưa quý khán giả KBC Hải Ngoại, bây giờ chúng tôi đang đứng trước mặt trung tâm báo chí, tức là Cung Hữu nghị Việt Xô, và trước mặt chúng tôi là Lê Thị Thu Hằng, là phát ngôn viên của nhà nước Việt Nam, một người cũng không xa lạ gì với chúng tôi, bởi vì chúng tôi là những chiến sĩ trường sa. Kính chào bà, thưa bà, có thể cho khán giả KBC Hải Ngoại một vài cái cảm nghĩ của bà. Thứ nhất là bà nghĩ sao, cảm xúc của bà khi mà Việt Nam được chọn làm cái địa điểm này thưa bà? Việc Hà Nội, Việt Nam, Hoa Kỳ và Triều Tiên chọn là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh tôi cho rằng nó thể hiện được niềm tin, sự tin cậy của các đối tác với Việt Nam, và qua đây thì nó cũng thể hiện được cái vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam, và tất cả này Việt Nam có thể rất muốn và đóng góp vào tiến trình thiết lập hòa bình, thể hiện phát triển của Việt Nam. Vâng, thưa bà, cho nó gần lại. Vâng, thưa bà mới nói về vì hòa bình thì có thể đó là một cái tư tưởng rất hay, và không biết rằng ai là người đã nghĩ ra một cái như là đối tác cho một nền hòa bình bền vững. Thì và những cái khẩu hiệu chúng tôi thấy rằng là Hà Nội, thành phố vì hòa bình, thì bà có nghĩ rằng đây là một cái sẽ trở thành với cái chiều dài lịch sử của đất nước, và với 44 năm chúng ta đã thật sự hòa bình, thì bà có nghĩ rằng đây sẽ là một cái địa điểm mà chúng tôi nói rằng những cái địa điểm mà tuyệt vời sẽ là một cái kết quả cho một cuộc hòa bình vĩnh cửu. Bà nghĩ sao về những cái nhận xét này của KBC ạ? Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Triều Tiên lần thứ hai lần này thì lại diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Vâng. Đúng là dịp mà Hà Nội là 20 năm kỷ niệm 20 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố vì hòa bình, và cái khẩu hiệu Việt Nam đối tác cho một nền hòa bình bền vững chính là cái thông điệp của Việt Nam khi ứng cử vào thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Tôi nghĩ rằng đây là một cái thông điệp hết sức rõ ràng và chân thành của Việt Nam về một cái nền hòa bình lâu dài, về một nền hòa bình bền vững trong khu vực và thế giới. Vâng, thưa bà, nhân tiện bà nói về và Việt Nam ứng cử vào cái thành viên và không thường trực, thì chúng tôi được biết rằng Việt Nam cũng sẽ là chủ tịch của ASEAN năm 2020. Đúng vậy, Việt Nam sẽ đảm nhiệm chủ tịch ASEAN năm 2020. Trước đây thì năm 2010 thì Việt Nam cũng đã từng đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch của ASEAN năm 2010. Vâng, nhiệm kỳ là bao mấy năm ạ? Chỉ có một năm thôi. Vâng, thưa bà, nhân tiện đây thì cũng lại hỏi là cái chuyến đi công du của chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa qua Campuchia, cũng như là những cái và Laos, thì chúng tôi thấy rằng ở bên Campuchia mới cũng có một phái đoàn để mà gọi là tổ chức một cái lễ gọi là vinh danh những sự đóng góp của Việt Nam, thì bà nghĩ rằng đây là một trong những cái chuyến mở đầu để mà chúng ta tỏ một cái sự thân thiện với các quốc gia trong ASEAN. Không, Việt Nam có quan hệ truyền thống và hữu nghị vô cùng tốt đẹp với cả Lào và Campuchia, là hai nước láng giềng có chung đường biên giới với chúng ta, và cái chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng rồi đến Lào và Campuchia là nhằm nâng cao, tăng cường cái mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt này. Có lẽ là câu hỏi cuối cùng, tại vì chúng tôi biết thì điều của bà rất là quý, chỉ hỏi một câu hỏi cuối cùng, nó có thể là nó vẫn là trong cái liên quan, nhưng mà bên lề là hình ảnh của Tổng thống Donald Trump đi với lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thì chúng tôi nhìn thấy rõ ràng là trong hai người đi rất là thoải mái, tự nhiên. Tổng thống Donald Trump đến gần một em bé cầm một cái lá cờ của Việt Nam và ông đưa cao lên, thì bà nghĩ sao với cái cử chỉ rất là thân thiện này thưa bà? Tôi cho rằng đấy là một cái cử chỉ rất là đẹp và ấn tượng, thể hiện tình cảm, sự quan tâm, mối quan hệ rất là đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Vâng, cảm ơn bà Lê Thị Thu Hằng. Bà còn có những câu hỏi gì để mà chia sẻ với lại khán giả KBC Hải Ngoại mà bà muốn nói mà chúng tôi không có nghĩ tới hoặc là chúng tôi không hỏi tới được? Chúng tôi rất là mong muốn cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài cùng chia sẻ với người dân Việt Nam ở trong nước, cùng chung tay đóng góp để xây dựng Việt Nam phát triển thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc Nam châu. Dạ vâng, cảm ơn bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên của nhà nước, và chúng tôi thưa quý khán giả một lần nữa xin cảm ơn, chúc bà sức khỏe và tất cả ban lãnh gọi là thành phần chính phủ nhà nước Việt Nam mình có đầy đủ sức khỏe và có đầy đủ năng lực, và để tiếp tục đưa Việt Nam lên một cái vị thế cao hơn. Và qua cái việc mà kết quả họp báo ngày hôm nay chúng ta chưa biết, nhưng mà chúng tôi tin chắc rằng chỉ cái việc mà Việt Nam đứng ra đang được, chúng ta không đăng cai mà chúng ta được người ta tín nhiệm và người ta mời, thì đã nói lên một cái vị thế của Việt Nam trên chính trường quốc tế và ngoại giao, nhất là trong năm 2018 là The Economist, tờ báo ở bên Anh đã đánh giá Việt Nam là một nước tăng trưởng, cái sức tăng trưởng kinh tế nhanh nhất. Không có nghĩa rằng chúng ta nhiều tiền, nhưng mà chúng ta đã tăng trưởng với cái mức độ gọi là chóng mặt, mà chưa có một viên thuốc chóng mặt nào để chữa được cái bệnh kinh tế của Việt Nam. Là kính cảm ơn bạn. Cảm ơn nhà báo Thu Hằng. Vâng, cảm ơn thưa quý khán giả, và chúng tôi xin tạm biệt quý vị đây để đi vào trong để chờ những cuộc họp báo sắp sửa tới. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có những cái tin vui, và những cái tin vui này sẽ đem đến tất cả nhân dân Việt Nam, với giống như là cái Twitter của ông Donald Trump. Ngay bước chân mà khi mà chúng tôi từ phi trường Nội Bài theo chân của Tổng thống Donald Trump vừa về khách sạn, mở Twitter ra thì đã thấy ông đã cảm ơn tất cả nhân dân Việt Nam cái sự đón tiếp rất là nồng hậu, và ông nói rằng không thể nào ngoài cái chất tưởng tượng. Khi mà người Mỹ chúng tôi xài cái chữ tremendous là một cái chữ rất ít khi mà được sử dụng là thứ nhất, và ông bảo rằng I love you all, có nghĩa là chúng tôi yêu tất cả nhân dân Việt Nam. Chúng ta rất là tự hào về điều đó. Vâng, chúng ta rất là tự hào về điều đó. Và cái tự hào thứ hai là chúng tôi rất là ngạc nhiên là Tổng thống Donald Trump đã tự chủ, là chủ động cầm cái lá cờ Việt Nam đưa lên cao, và sau đó ông lại lấy một cái lá cờ của Mỹ đưa cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đó là một cái hình ảnh rất hiếm trong cái lịch sử của Tổng thống Hoa Kỳ, và đây là Tổng thống đầu tiên của Mỹ đã đến Việt Nam trong hai lần mà trong nhiệm kỳ đầu tiên. Đó là một cái điều rất là hãnh diện. Và điều thứ ba nữa, ngày hôm qua là chủ tịch đã gửi lời mời, đã được Tổng thống Donald Trump chính thức gửi lời mời đi qua bên Hoa Kỳ trong năm nay. Xin lỗi, cái câu hỏi bà nghĩ như thế nào? Bởi vì đó thông thường là chỉ các văn phòng của chính phủ hoặc là văn phòng của Bạch Ốc liên lạc với nhau, mà đây là chính miệng của ông Donald Trump nói với lại bác Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng. Bà nghĩ như thế nào? Tổng bí thư Donald Trump đã chính thức mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Hoa Kỳ, và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vui vẻ được rồi. Và đây không phải là lần đầu tiên Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Hoa Kỳ, với cái chuyến thăm như thế này là hy vọng và tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước. Vâng, thưa bà, cảm ơn, và bà một lần nữa lại cảm ơn bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên của chính phủ, và là người chiến sĩ Trường Sa với chúng tôi, và là trưởng phái đoàn từ năm 2016, đoàn công tác số 6. Chúc bà một lần nữa một sức khỏe rất nhiều, và cảm ơn bà. Cảm ơn nhà báo. Dạ vâng. Dạ, cho em xin một kiểu ảnh để em gắn vào bài. Vâng, các bạn thấy sao thưa các bạn? Không chụp được tí xe lấy cả người. Ok, bây giờ lên cái lầu cái dình này đúng không ạ? À. Chú tí nếu mà cháu rảnh cháu sẽ kiếm cho chú một cái này, nó móc cái chân này này. À. Chú lấy được cả cái máy kia, máy to chú hình. Xong cái này nó đẩy bên cạnh thì nó ấy hơn. Chứ cái kẹp này nhưng nó có cái chân nó đũa nó móc này. Okay. Thì chú được cả cái hình gọi là chất lượng cao lẫn cái chất lượng livestream luôn. Đúng rồi. Chưa đúng mà chú đi mà vội mà. Ô, chú tắt chưa? Chưa tắt.